chào các bạn. Bây giờ là 3:15 giờ ngày 12 tháng 3 trưa chủ nhật, rảnh rỗi nên tiếp tục ngồi chém gió một tí về cái câu chuyện Ukraine. Thì hôm nay đã là ngày thứ 17 rồi, ngày thứ 17 kể từ khi ông Putin ông phát động cái chiến dịch xâm lược vào Ukraine. Thì về mặt thực địa thì nó vẫn diễn biến theo chiều hướng cũ, tức là càng ngày thì quân đội Nga họ càng tăng cường võ lực, càng bao vây cô lập bắn phá điên cuồng các cái khắp các cái thành phố của Ukraine. Thì rõ ràng là cái chuyển biến thực địa theo hướng này thì nó không có gì lạ, nó cũng phù hợp thôi, bởi vì một người như ông Putin mà, một người độc tài và giàu tham vọng như ổng, thì cái việc mà ổng sau khi ổng thất bại ở cái mục tiêu là đánh phủ đầu á, thì rõ ràng là cái việc ổng tăng cường bắn phá, tăng cường quả lực, tăng cường bao vây để mà làm sao đó để mà đạt được cái mục đích của ổng, thì đó là cái một cái điều tất yếu thôi mà chúng ta cũng dễ đoán được. Tuy nhiên đến nay là dọc khắp các cái chiến trường từ trải dài ở từ miền Bắc qua miền Đông cho đến dọc phía Nam của Ukraine, thì ngoài thành phố Kherson ra, thành phố Duyên Hải phía Nam mà quân đội Nga đã chiếm được, thì hầu hết các thì trên hầu như trên tất cả các mặt trận khác thì quân đội Nga chưa có cái bước tiến đáng kể. Mọi thứ nó cũng mới chỉ dừng lại, nó cũng chỉ dừng lại ở mức bao vây rồi bắn phá thôi, chứ quân đội Nga thì cũng chưa kiểm soát thêm được cái thành phố nào mà nó quan trọng. Ở thủ đô Kiev thì từ vài ngày trở lại đây thì có rất nhiều cái chỉ dấu về cái việc là Nga họ chuẩn bị cho một cái cuộc tổng tấn công, gọi là một cái trận đánh mà mang tính quyết định đó, để chiếm được cái thủ đô Kiev này, để chiếm được cái thành phố này, qua đó thì họ có thể lật đổ được cái chính phủ hiện tại của ông Zelensky và họ sẽ lập nên một cái chính phủ mới. Thì trong cuối ngày hôm qua và sang ngày hôm nay á, thì những cái chỉ dấu này nó càng rõ ràng hơn, khi mà rất nhiều cái hình chụp từ vệ tinh cho thấy là quân đội Nga họ đã tập trung rất nhiều xe tăng, thiết giáp và các cái phương tiện chiến tranh khác ở xung quanh cái thủ đô Kiev, siết chặt cái vòng vây. Đồng thời với đó là họ cũng đã nã pháo, nã rocket, nã tên lửa vào một cái số cái làng mạc ở ngoại vi cái thủ đô Kiev, tiêu biểu là cái khu vực Mosul đó, cái khu vực mà ngoại vi Kiev cách thủ đô cỡ khoảng 7 km, cái khu vực này là bị bắn phá rất là nghiêm trọng, bị các cái rocket của Nga, là các cái tên lửa của Nga là bắn phá rất nghiêm trọng. Và với cái đà này á, với cái tình hình này á, thì tôi dự báo rằng là tôi mạnh dạn dự báo rằng là có lẽ là cái trận đánh này nè, cái trận đánh quyết định mà để đánh dập đầu rắn nữa nè, thì có lẽ là quân đội Nga họ sẽ triển khai trong 1 hoặc 2 ngày nữa thôi, sẽ không lâu nữa đâu. Trước đây thì đã từng có những cái thông tin, những cái hình ảnh về việc là quân đội Nga thì họ tập trung một cái đoàn xe dài đến 64 cây số hướng đi về thủ đô Kiev. Tuy nhiên là đến nay là đã gần cả tuần rồi, thì cái đoàn xe này gần như là không di chuyển. Và đến hôm qua và ngày hôm nay á, thì những cái hình ảnh từ vệ tinh, cũng từ những hình ảnh vệ tinh cho thấy là cái đoàn xe này họ đã có những cái thay đổi chiến thuật, tức là thay vì tập trung 64 cây số như thế để mà bị quân đội Ukraine mà họ pháo kích á, thì họ đã phân tán ra và họ tiếp cận thủ đô Kiev với nhiều hướng, từ hướng đông, hướng tây bắc và hướng đông,
thì rất có thể là cái trận đánh này nó sẽ đến trong 1-2 ngày nữa thôi, 1-2 ngày hoặc 3 ngày nữa thôi, sẽ không lâu nữa đâu. Bởi vì có thể khẳng định là cho đến thời điểm này thì cái chiến thuật của quân đội Nga đã phá sản, khi mà cái kế hoạch đánh phủ đầu của người ta đã thất bại hoàn toàn. Nguyên nhân thất bại thì như tôi đã nói trong các cái video trước rồi, nó nguyên nhân thất bại thì nó có nhiều, nó đến từ cái sự tự tin của người Nga, tự tin của quân đội Nga. Từ sau cái sự cố cưỡng chiếm bán đảo Crimea năm 2014 thì quân đội Nga, ông Putin ông đã hiện đại hóa quân đội Nga rất là mạnh mẽ, và chính vì cái điều đó nó đem lại cho ông một cái niềm tin rằng là sức mạnh của đội Nga, quân đội Nga là vượt trội. Rồi từ cái sự đánh giá của ông dành cho quân đội Ukraine, dành cho cái sự chống trả của quân dân Ukraine, có lẽ là như tôi đã nói trong các video trước đó, thì có lẽ là ông Putin chắc ông cũng viễn kiến rằng ông tổng thống Ukraine là một cái diễn viên hài, mà một cái ngôi sao truyền hình thì còn trẻ, lại chưa từng có kinh nghiệm về chính trị, thì có lẽ là chắc là hù một cái là chạy thôi, họ cần phải đánh, chỉ nhắc ma cái là chạy rồi. Cho nên là chắc cái việc lật đổ chính phủ, chiếm cái thủ đô Kiev và lật đổ chính phủ thì nó sẽ rất là đơn giản. Cái một lý do nữa mà tôi cho rằng nó cũng đóng vai trò quan trọng trong cái sai lầm này của ông Putin, đó là ổng không lường hết được cái phản ứng của cái thế giới, đặc biệt là cái thế giới phương Tây, từ Mỹ, từ Anh, từ Liên minh châu Âu, từ khối NATO. Rõ ràng là cái việc ổng đánh giá như thế, ổng đánh giá cái phản ứng của phương Tây như thế thì cũng không phải là không có cơ sở. Bởi vì rõ ràng là từ sau cái sự kiện mà ổng cưỡng chiếm bán đảo Crimea năm 2014 á, thì khi đó cái phản ứng của phương Tây, của Mỹ, của châu Âu á, thật sự là nó quá sức là hời hợt. Mà quá sức hời hợt thì nó tạo ra cái tiền lệ. Thì ông cũng thì từ cái sự hời hợt của phương Tây năm 2014 thì ông nghĩ là chắc lần này thì chắc cũng thế thôi, cùng lắm thì chắc cũng hơn tí thôi, chứ cũng chắc cũng không đến mức là như lúc này. Rồi cộng thêm một vài cái lý do khác nữa mà dẫn tới ông Putin ông đánh giá sai lầm, và ông đã thực hiện cái chiến dịch xâm lược này. Thì rõ ràng là cho đến hôm nay có thể khẳng định là cho đến hôm nay tôi vẫn khẳng định một lần nữa là cái chiến dịch xâm lược của ông Putin của quân đội Nga đã thất bại. Và để sửa chữa cái sai lầm đó, đồng thời cũng là để hiện thực hóa cái tham vọng của ông Putin đó, thì chắc chắn rằng là sẽ có một cái cuộc tổng tấn công, một cái gọi là một cái cú đánh tắt tay ông vào cái thủ đô Kiev trong một vài ngày nữa. Mặc dù trong ngày mới đây, trong một cái phát biểu của bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nga, thì bà khẳng định rằng là cái chiến dịch xâm lược này, nó người Nga họ không có mục đích là lật đổ chính phủ, tức là họ chỉ thực hiện cái mục đích quân sự này, là họ chỉ thực hiện cái mục đích đó là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine thôi, và trung lập thôi, chứ họ không có lật đổ chính phủ. Tuy nhiên là cái phát biểu này thì nó lại ngược hoàn toàn, nó hoàn toàn ngược so với những cái hành động của họ trên thực địa, và nó càng đi ngược lại với cái phát biểu của chính ông Putin vào ngày 25 tháng 2 đó, tức là vào ngày thứ hai của chiến dịch đó. Thì khi đó thì ông Putin ông phát biểu là ông kêu gọi là quân đội Ukraine là hãy buông súng và lật đổ, hoặc là thực hiện lật đổ chính phủ của ông Zelensky đi. Và khi đó ông coi cái việc đó là cái điều kiện để đàm phán, tại vì trong 2 ngày đầu tiên thì rõ ràng là
các cái hành động, các cái chiến lợi hành động quân sự của Nga thì diễn ra nó khá là thuận lợi. Ngay trong ngày đầu thì họ xua quân, họ bắn phá, họ xua quân vào lãnh thổ Ukraine như chỗ không người, và mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên thì rồi sau đó thì trong một cuộc điện đàm giữa ông Putin với ông Tập Cận Bình đó, là ông chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đó, thì ông Putin ông nói hoạch tạc luôn là ông muốn lật đổ chính phủ. Ông nói hoạch tạc với ông Tập Cận Bình là mục tiêu ông là lật đổ chính phủ của ông Zelensky. Tuy nhiên đến khi mãi đến ngày 9 thì cái bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao thì mới lại phát biểu ngược lại. Thì tất nhiên là cái việc này, cái phát biểu của bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao thì nó cũng có lẽ là nó xuất phát từ cái thực tế khi mà Nga đã quá nhiều cái đã xa lầy, và cái thực địa là nó quá khó khăn, diễn biến thực địa là nó quá khó khăn. Và cái kết quả đến từ các cuộc đàm phán các cái vòng đàm phán trước đó thì nó rõ ràng là người Ukraine họ rất là cứng rắn. Thậm chí là tôi đã từng nêu là trong các một số video trước, là khi mà người Ukraine họ bước vào các cái vòng đàm phán thì thằng nào đó là họ còn ở kèo trên nữa. Điển hình rõ nhất là trong cái vòng đàm phán thứ hai, cái vòng đàm phán thứ hai thì khi mà ông Sergei Lavrov là ông ngoại trưởng Nga đó, ông bán tiếng về cái mong muốn đàm phán của Nga, và ông cũng thúc giục là cái việc đàm phán nên diễn ra sớm. Thì đáp trả lại cái phát biểu đó của ông Lavrov thì ông ngoại trưởng Ukraine thì ông lại trả lời hàng hai. Điều đó chứng tỏ là sau khoảng 4 ngày đầu tiên khi mà người Nga họ đã cảm nhận được cái khó khăn á, họ đã cảm nhận được cái khó khăn mà trong cái cuộc chiến, trong cuộc xâm lược này á, ít nhiều là họ có cái sự dịu giọng, rõ ràng là họ đã có cái sự dịu giọng. Vì vậy cho nên là cái việc mà cho đến nay á, đã là ngày thứ 17 rồi, bước qua tuần thứ 3 rồi, khi mà cái cuộc chiến tranh này, cuộc xâm lược này càng kéo dài thì rõ ràng là nó càng bất lợi cho nước Nga, cho quân đội Nga. Khi mà các cái tổn thất trên chiến trường á, thì quân đội Nga phải gánh chịu á, rõ ràng là nó quá nhiều, nó ngoài sức tưởng tượng của ông Putin. Và có một điều chắc chắn rằng là người Nga họ, quân đội Nga và cả ông Putin á, là ông càng muốn là kết cuộc, ông càng muốn là kết thúc sớm cái cuộc xâm lược này, đạt cái mục đích sớm và kết thúc sớm. Bởi vì Nga là ở vị thế một nước xâm lược mà một nước tấn công rồi, thì càng đạt mục đích sớm thì nó sẽ càng tốt. Và trước cái thực trạng là quân đội Nga là có dấu hiệu xa lầy trên khắp các cái mặt trận thì cái việc quân đội họ chuyển sang cái chiến thuật là đập dập đầu rắn thì nó cũng không có gì là lạ, cho rằng đó là một cái sự sai chuyển phù hợp. Thì ở trong ngày hôm qua là ngày 11 tháng 3 thì ngoài cái việc là tiếp tục tăng cường quả lực ở các cái mặt trận truyền thống á, thì người Nga họ đã lần đầu tiên họ mở rộng cái phạm vi oanh tạc ra. Lần đầu tiên là hai cái thành phố miền Tây, một là cái thành phố Lết với là cái thành phố Ivano gì đó. Lần đầu tiên là hai thành phố miền Tây này khá gần với biên giới Ba Lan đã bị máy bay Nga ném bom. Một cái thành phố miền Trung khác là thành phố Dnipro gì đó, thành phố mà lớn thứ tư của Ukraine, thì cũng trong bị lần đầu tiên bị ném bom trong ngày hôm qua. Thì rõ ràng là người Nga họ đã leo thang chiến tranh, thì cái điều này nó cũng phù hợp thôi, nó phù hợp với cá tính của một người như ông Putin thôi. Rõ ràng là bây giờ ông đang ở trên lưng ông đã leo lên lưng hổ rồi, không thể nào xuống được,
ổng chỉ xuống khi nào ổng đạt được cái mục đích. Có thể là không đạt được tất cả cái mục đích, nhưng mà phải đạt được một cái gì đó, một cái mục đích nào nó phải đáng kể thì ông mới nói tới chuyện là ông sẽ dừng lại. Và với cái tham vọng của ông Putin như thế, và với cái tinh thần mà kháng cự của người Ukraine, của quân đội Ukraine, thì tôi mạnh dạn dự báo là cái cuộc chiến tranh này thì nó khó mà kết thúc sớm lắm. Có thể là nó sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm nữa. Rõ ràng là theo cái đánh giá ban đầu thì của Nga, của phương Tây và thậm chí là của cả thế giới luôn, thì đã có rất nhiều đánh giá rằng là Nga dễ dàng chiếm được Ukraine chỉ trong vòng 72 giờ thôi. Thậm chí là có một số đánh giá là người ta có thể chiếm được thủ đô Kiev trong vòng 4 giờ đầu tiên thôi. Tuy nhiên là đến nay đã qua tuần thứ 3 rồi mà quân đội Ukraine giống như lòng dân Ukraine thì cho đến giờ là họ chưa có dấu hiệu gì là sẽ dễ đổ vỡ hết. Thậm chí là đã có tin rằng là một số nơi thì quân đội Ukraine họ còn phản kích lại nữa. Một cái đoạn video mới xuất hiện ở đây ở trên cái kênh BBC là hiện giờ là ở khi quân đội Ukraine đang phản kích lại để mà chiếm lại một cái làng ở ngoại vi cái thủ đô Kiev. Một cái ngôi làng nhỏ ở ngoại vi thủ đô Kiev đã bị quân Nga chiếm cách đây mấy ngày. Thì bây giờ là quân đội Ukraine họ đang phản kích để mà họ giành lại cái làng này. Cũng tương tự như là ở phía nam á, xuôi về phía nam thì cái thành phố Kherson, cái thành phố mà Nga đã chiếm được khoảng tuần nay rồi, thì cũng có những cái thông tin là quân đội Ukraine đang tiến hành phản kích lại. Thì tất cả những điều đó cho thấy rằng là rõ ràng là cái sức chiến đấu của quân đội Ukraine thì cũng chưa có dấu hiệu gì là suy giảm. Trong khi á, khó khăn càng ngày thì càng chồng chất đối với quân đội Nga. Thì dự đoán rằng là cuộc chiến này có khả năng nó sẽ kéo dài. Đặc biệt á, là trong một vài ngày nữa khi mà cái cuộc tổng tấn công của quân đội Nga vào cái thủ đô Kiev á, nếu một cái giả thiết mà tôi đặt ra là nếu mà quân đội Ukraine họ trụ được không để mất cái thủ đô Kiev, và hoặc là nói chung là không để mất cái thủ đô ghép trong cái đợt phản kích mà nó sẽ diễn ra, thì tôi dự đoán là vào một vài ngày tới đây thì chắc chắn là cuộc chiến này nó sẽ kéo dài. Thì tất nhiên rồi, một cuộc chiến tranh mà chiến tranh là của máy xay tiền, mà một cuộc chiến nó càng kéo dài thì đối với vị thế một đất nước bị xâm lược như Nga thì sẽ là khó khăn vô cùng. Khó khăn từ cái mặt là chiến phí, khó khăn từ nó đến từ các cái thiệt hại mà quân đội phải gánh chịu ở trên thực địa, thì nó sẽ dẫn đến các cái sự phản đối, nó phản đối từ trong nước đến trên toàn thế giới. Rồi theo cái cuộc chiến mà càng kéo dài thì các cái lệnh trừng phạt, các cái lệnh cấm, các cái sự cô lập cấm vận thì nó sẽ càng kéo dài và nó sẽ càng nặng nề, nó càng phát huy tác dụng. Thì lúc đó thì rõ ràng là cái sự gánh chịu của nước Nga, sự gánh chịu của nền kinh tế Nga là thật sự là nó, tôi nghĩ là nó sẽ đến lúc là nó sẽ đổ vỡ. Chính vì những điều đó thì cái việc mà ông Putin ổng sẽ xua quân và sẽ đánh một cái trận tắt tay, nói chung là một cái trận chiến tắt tay để chiếm bằng được cái thủ đô ghép trong một vài ngày nữa, thì nó càng được củng cố, nó càng có cơ sở. Thì rõ ràng chúng ta biết rồi, cái lòng cho đến nay là thì cái lòng quân, lòng dân của Ukraine thì nó không có dấu hiệu gì là suy giảm. Người ta vẫn hừng hực cái tinh thần chiến đấu. Thì đây là một cái thử thách ghê gớm đối với quân đội Nga.
khoảng 2 ngày trước thì trong cái tâm thư mà gửi cho truyền thông quốc tế thì ngay cả một cái người đệ nhất phu nhân của Ukraine thì bà cũng khẳng định chắc nịch rằng á là người Ukraine sẽ chiến thắng và người Ukraine sẽ không bao giờ đầu hàng trong cái cuộc chiến này. Thì rõ ràng là với cái sự tinh thần và sự khích lệ to lớn như đến từ ông tổng thống rồi đến từ bà đệ nhất phu nhân như thế thì rõ ràng là cái tinh thần chiến đấu của Ukraine, của quân dân Ukraine thì nó chỉ càng ngày càng lên thôi. Đó là chưa kể khi mà cuộc chiến kéo dài thì Ukraine là họ lại có thời gian, họ có thời gian để mà nhận được sự trợ giúp đến từ khắp nơi trên thế giới. Cho đến bây giờ thì Ukraine vẫn chưa nhận được máy bay, mặc dù là trước đây thì đã có vài cái thông tin về việc là các cái nước châu Âu, liên minh châu Âu họ đã đồng ý là sẽ tài trợ cho các máy bay MiG-29 cho Ukraine. Tuy nhiên là vì vướng cả cái thủ tục này kia, vướng cả cái vấn đề về địa chính trị thì cho đến hôm nay thì cái việc đó nó vẫn chưa thực hiện được. Và cái việc mà chưa nhận được máy bay và chưa bổ sung thêm được cái máy bay chiến đấu để mà bảo vệ cái bầu trời thì rõ ràng đó là một cái thiệt hại, một cái thiệt thòi rất lớn cho quân đội Ukraine. Nhưng nếu họ vẫn cầm cự được, họ vẫn tiếp tục cầm cự được thì theo thời gian thì những cái khó khăn trong việc mà bàn giao máy bay có thể biết đâu nó lại sẽ được giải quyết, và khi đó thì người Ukraine cũng đủ ra họ sẽ nhận được máy bay, thì khi đó cái khó khăn lại càng chắc chồng cho quân đội Nga nữa. Đó là chưa kể theo thời gian các cái gói viện trợ quân sự từ Mỹ, từ châu Âu, từ khắp nơi nó đổ về, cộng với cái tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine thì rõ ràng là cái lợi thế nó sẽ càng ngày nó sẽ càng thuộc về Ukraine chứ không phải là Nga. Đó là cái quan điểm, cái nhận định của cá nhân của tôi là vậy. Trong khi cuộc chiến nó còn kéo dài thì nó cái khó khăn là nó chắc chồng với quân đội Nga, khi mà họ là cái nước xâm lược. Chỉ mới trong cái tuần đầu tiên thôi thì các phương tiện truyền thông họ đã đưa rất nhiều cái vấn đề đối với cái họ đã chỉ ra rất nhiều cái vấn đề đối với cái kế hoạch tác chiến của quân đội Nga, khi mà cái công tác hậu cần rồi cái công tác thông tin liên lạc phối hợp tác chiến giữa các cái đơn vị ở trên chiến trường là nó quá yếu. Theo đó thì cái rất nhiều hình ảnh về những cái chiếc xe tăng Nga thì đang chạy dọc đường thì hết dầu, rồi cái việc mà thiếu thực phẩm, thiếu đủ thứ, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái nhuệ khí chiến đấu của lính Nga. Thì nếu cái cuộc chiến này nó kéo dài nữa, cái cuộc xâm lược này của người Nga nó kéo dài thì không có gì đảm bảo là những cái khó khăn đó nó sẽ được giải quyết. Với cái khả năng của quân đội Nga thì tôi không tin là nó theo thời càng ngày họ sẽ càng làm tốt hơn. Có thể là theo thời gian thì người ta cũng sẽ khắc phục được ít nhiều, nhưng mà để khắc phục được triệt để, khắc phục đến mức mà người ta chiếm được lợi thế thì tôi cho rằng là rất là khó. Trong khi rõ ràng như lúc tôi đã nói lúc nãy đó, theo thời gian thì quân đội Ukraine thì họ là sân nhà mà họ sẽ có rất nhiều cái lợi thế. Biết đâu nay mai là Mỹ với Ba Lan rồi họ giải quyết được cái khúc mắc trong cái việc mà trao máy bay, viện trợ máy bay. Rồi các cái nước như ngày hôm qua thì có cái thông tin cho rằng là Đan Mạch họ đã chuyển đến Ukraine là 2.500 cái tên lửa chống tăng, rồi vũ khí từ khắp nơi nó đến kịp, nó đến. Rõ ràng là cái lợi thế dành cho Ukraine là rất lớn. Trong khi Nga thì càng ngày thì càng xa lầy trên mọi mặt trận. Cái trên thực địa thì cái xa lại trên thực địa thì thấy rõ rồi,
Còn trên các cái mặt trận về chính trị, ngoại giao, kinh tế nữa thì theo thời gian thì càng xa lại. Sáng hôm nay thì trong cái một cái bản tin thì đài BBC người ta đưa cái tin rằng là họ trích dẫn từ một cái nguồn của một cái công ty mà chuyên về thống kê, thì họ đã đưa ra là nước Nga cho đến bây giờ là nhận được là họ nước Nga là phải nhận 5.532 cái lệnh cấm, 5.532 cái lệnh cấm dành cho nước Nga cho đến lúc này. Và với cái chừng đó lệnh cấm á, thì nước Nga đã chính thức vượt qua Iran và vượt qua Syria để mà giành cái ngôi quán quân ở trong cái chuyện mà nhận lệnh cấm từ quốc tế. Thì liên quan tới vấn đề kinh tế này thì tôi cũng đã nói nhiều trong các lần trước rồi. Thì nền kinh tế Nga thì theo quan điểm cá nhân của tôi á, thì cũng mặc dù là mang danh là một cường quốc nhưng mà họ không phải là một nền kinh tế mạnh. Mà cái việc mà với 5.532 cái lệnh cấm cho đến thời điểm này á, thì cái lệnh cấm mà nó cũng giống như là mình uống thuốc á, nó giống như con người uống thuốc á. Thì có những cái lệnh cấm là nó sẽ phát huy tác dụng ngay, còn có những lệnh cấm thì nó cần thời gian để mà nó phát huy tác dụng. Thì với chừng đó cái lệnh cấm thì rõ ràng là cái nền kinh tế Nga sẽ không trụ được lâu nữa. Mới nhất thì các nước Mỹ và Anh và thì họ cũng đã đưa ra cái lệnh cấm đối với lĩnh vực năng lượng của Nga rồi. Thì chúng ta đều biết là năng lượng là cái lĩnh vực xương sống của kinh tế Nga mà. Dầu mỏ, khí đốt là xương sống của nền kinh tế Nga, chiếm đến gần một nửa cái thu nhập GDP của Nga. Mà cũng bị lệnh cấm luôn thì thôi không biết sống sao. Trong chiều hôm qua thì ông Tổng thống Mỹ là ông John Biden đó, thì ông cũng chính thức là công bố cái lệnh, cái quyết định là thu hồi quy chế tổng hiệp quốc của Nga. Thì cái việc thu hồi quy chế tổng hiệp quốc này nè, nó sẽ là một cái đòn chí mạng nữa. Bởi vì cái quy chế tổng hiệp quốc này là cái việc mất đi quy chế tổng hiệp quốc này thì làm cho các cái sản phẩm của Nga, các cái sản phẩm của Nga mà xuất khẩu qua thị trường EU, thị trường G7 và thị trường Mỹ thì sẽ bị đánh thuế rất là cao. Thì cái điều này là rõ ràng là tiếp sau cái lệnh cấm đối với ngành năng lượng thì cái việc mà rút lại thu hồi lại quy chế tổng hiệp quốc này rõ ràng là một cái đòn chí mạng nữa. Thì không biết là kinh tế Nga sẽ trụ được bao lâu. Mặc dù trong cái cuộc họp ngày hôm kia giữa ông Tổng thống Nga và cái nội các của ông thì ông vẫn đưa ra những cái nhìn lạc quan, ông vẫn an ủi trấn an người dân rất là nhiều. Các ông bộ trưởng kinh tế rồi bộ trưởng ngân khố Nga thì cũng đưa ra những cái báo cáo rất là, đưa ra cái giải pháp này giải pháp kia, nhưng tôi nghĩ là thật ra là cái chính phủ Nga mà trước một ông Putin nó độc tài như thế thì chắc là những cái báo cáo ông bộ trưởng thì thật ra cái độ tin cậy nó không cao. Chẳng qua là mấy ông bộ trưởng kia cũng nói để cho xui cho lọt tai ông Putin chứ thôi, chứ còn chắc ông Putin cũng không biết cái điều đó. Nhưng mà xưa giờ ổng thì kiểu độc tài nó quen như vậy rồi, thì chắc ổng cũng ý thức được cái sự việc rồi. Bộ trưởng ngân khố rồi bộ trưởng tài chính rồi này kia, bộ trưởng quốc phòng thì vẫn đưa ra những cái báo cáo rất là lạc quan rằng là nước Nga sẽ khắc phục được, sẽ có giải pháp này giải pháp kia. Tuy nhiên tôi nghĩ là tất cả chỉ là báo cáo trên giấy thôi, chứ còn để mà nó phát huy hiệu quả trong thực tế thì khó lắm. Chẳng hạn như trong một cái báo, trong cái báo cáo của ông bộ trưởng kinh tế thì nhớ là ông có đưa ra cái biện pháp là sẽ thu hút du lịch, ông sẽ đưa ra những cái biện pháp là thu hút du lịch để mà giúp cho cải thiện cái nền kinh tế, thu hút ngoại tệ. Tuy nhiên chúng ta cứ nghĩ lại đi,
một cái đất nước Nga mà bây giờ mà chỉ thu hút du lịch thì có vẻ là nó có vẻ là khó quá. Nó khó là từ cái việc là bây giờ nước Nga thì nó cái uy tín của nước Nga nó mất đi quá nhiều rồi. Đối với cái người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới này thì giờ cái tên nước Nga nó đem lại cho họ một cái ấn tượng không tốt. Vì vậy việc mà để họ chọn đi du lịch đến nước Nga thì tôi cho rằng là cái số người mà chọn du lịch nước Nga nó sẽ giảm đi rất nhiều. Đó là lý do nhất. Lý do thứ hai là cái việc mà bây giờ khi mà Nga chịu hơn 5.000 lệnh cấm như thế, lệnh cấm từ tất cả mọi lĩnh vực, thì bây giờ mà ngay cả bạn yêu nước Nga, một người yêu nước Nga muốn đi đến nước Nga du lịch cũng khó nữa. Bởi vì rõ ràng là bây giờ ví dụ như giờ hàng không đi, giờ bạn muốn đi đến, mình muốn đi đến Nga để du lịch, muốn mua vé máy bay đến nước Nga để du lịch, giờ không có hãng nào bán. Rồi đi du lịch thì nó lại kèm theo hàng loạt cái vấn đề khác, ví dụ như bảo hiểm, rồi các cái vấn đề là ngân hàng. Ví dụ như bây giờ cầm thẻ tín dụng để đi du lịch đi, trong khi giờ thẻ du lịch giờ Nga thì bị lại rồi, có hệ thống thanh toán rồi. Du khách Nga bây giờ còn mắc kẹt ở bên Thái Lan, bên Indo quá trời luôn, bởi vì do cái vấn đề là ảnh hưởng tới vấn đề thanh toán. Khi mà các cái thẻ tín dụng đó người ta đã không ngắt kết nối đối với các hệ thống ngân hàng của Nga rồi, cũng sẽ rất là khó. Vì vậy cho nên là trong cái buổi họp ông Putin ủng hộp với cái đầu cát ông, thì các ông bộ trưởng cái báo cáo các ông bộ trưởng về các cái giải pháp đó để mà cải thiện cái nền kinh tế Nga, thì tôi cho rằng thật ra là cái đó là như báo cáo nghe cho vui chơi thôi, chứ còn không có tác dụng gì mấy. Bởi vì những cái báo cáo đó, nó những cái biện pháp đó nó xa rời thực tiễn mà nó khó thực hiện được. Thì trước cái núi khó khăn như thế, từ thực địa, từ mọi mặt trận, thì cái sự lựa chọn của người Nga là, của quân đội Nga là họ sẽ tổng tấn công Kiev và họ đánh dập đầu rắn. Thì đó là một sự lựa chọn tôi cho rằng là hợp lý. Có lẽ là một cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất trong cái bối cảnh hiện tại. Còn thực tế nó có diễn ra không và nó kết quả nó như thế nào thì chắc cái là chúng ta phải chờ. Chúng ta phải tiếp tục chờ. Có lẽ là tôi đánh giá rằng là chỉ một vài ngày nữa thôi, nó sẽ không lâu nữa đâu. Sẽ vài ngày nữa người Nga họ, quân đội Nga họ sẽ thực hiện cái chiến dịch này. Mặc dù trong ngày hôm qua ông Putin trong cái cuộc tiếp đón tiếp ông Lukashenko là ông đệ tử ruột của ông á, ông tổng thống của Belarus đó, thì ông thông báo rằng là cái việc cái chiến dịch quân sự này nó đang diễn ra, ông lại cũng lại lặp lại những cái luận điệu cũ. Tức là ông báo, ông cũng nói rằng là chiến dịch quân sự này đang diễn ra theo đúng kế hoạch của ông. Ông sẵn sàng là sẽ ngồi lại đàm phán với ông Zelensky. Tuy nhiên tôi cho rằng cái việc đó, tất cả những việc đó thì nó còn lâu lắm. Với một cái người như ông Putin, với một người tham vọng vĩ cùng như ông, thì để mà bây giờ ngay tại lúc này khi ông chưa đạt được một cái mục đích nào đáng kể nào mà bắt ông để kêu ông tới ông ngồi là ông đàm phán với ông Zelensky thì cho rằng khó lắm. Phải có một cái thành tựu nào đó để mà ông, khi mà ông lợi thế trên bàn đàm phán thì ông thì may ra mới nói chuyện tới chuyện ông sẽ ngồi ông đàm phán. Chứ còn bây giờ mà trong cái bối cảnh mà 50-50 này thì khó lắm. Cũng trong ngày hôm qua khi ông Putin đóng họp với cái Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga đó, thì ông có những một số cái động thái mà nó khá lạ. Đó là ông kêu gọi đồng ý với cái việc là kêu gọi quân tình nguyện từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Syria đến Nga để mà tham chiến chống lại, giúp nước Nga chống xâm lược Ukraine.
nói nó lạ là vì trước đó khi mà trước cách đây mấy ngày khi mà bộ lên cái thông tin là sẽ truyền thông thế giới, người ta đưa lên cái thông tin mà quân tình nguyện từ khắp nơi đến giúp nước Nga, đến giúp Ukraine đó, thì nước Nga là cái nước Nga cực kỳ lên tiếng phản đấu cái việc này, thậm chí là người ta cảnh báo rằng là quân tình nguyện khi mà bị bắt làm tù binh thì sẽ không được hưởng quy chế nhân đạo. Cách đây mấy ngày, cách đây khoảng 3-4 ngày, thì đến hôm nay á, thì chính người Nga họ là kêu gọi quân tình nguyện. Có cái thông tin cho rằng là họ kêu gọi quân tình nguyện, những người tình nguyện Syri đến tham gia, và họ sẽ trả lương là 400 đô cho một ngày. Cái điều này nó thứ nhất là nó lạ so với chính cái luận điệu trước đây của họ, và nó lạ hơn nữa là chứng minh một điều rằng á, như tôi nói trong, tôi đã nhận định trong các cái video trước đây rồi, tất có nghĩa là quân đội Nga thật sự họ cũng đã hết bài rồi, nghĩa là đến giờ là họ, nghĩa là quân đội Nga thật sự nó chỉ đến thế thôi. Trước đây họ từng nói rằng là khi mà có những cái quan ngại về cái việc mà quân đội Nga đưa cả lính nghĩa vụ sang Ukraine tham gia chiến dịch xâm lược này á, thì chính ông Putin ông bác bỏ. Tuy nhiên sau đó thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải thừa nhận rằng á, là có quân tình nguyện tham gia. Bởi vì khi một số quân tình lính nghĩa vụ là bị khi mà đi qua Ukraine bị bắt làm tù binh đó, thì lúc đó thì hết chấu được, thì quân đội Nga họ mới thừa nhận là có quân tình nguyện tham gia, có lính nghĩa vụ tham gia. Rồi đến giờ thì ông hoạch tạc luôn là kêu gọi lính tình nguyện, thì điều đó một lần nữa nó củng cố cái nhận định của tôi trước đây rằng là thật ra quân đội Nga họ hết bài rồi, có bao nhiêu đem ra chơi hết rồi, cho nên bây giờ là tới thật ra năng lực quân đội Nga thì cũng chỉ đến đấy thôi. Cho nên một lần nữa đối với cái chiến dịch mà xâm lược này, tôi vẫn khẳng định rằng rất khó để quân đội Nga giành được chiến thắng trong cái, rất khó để quân đội Nga giành được cái chiến thắng trong cái chiến dịch xâm lược này, và rất khó để cho ông Putin cũng đạt được cái mục đích, rất khó. Tất nhiên là ông tấn công điên cuồng, ông bắn phá điên cuồng, và nếu mà nền kinh tế Nga nó gánh được, nó chịu đựng được, nước Nga chịu đựng được, người Nga chịu đựng được, thì cũng có thể là ông sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên tôi vẫn đánh giá rằng là rất khó. Và nếu mà điều đó nó xảy ra, nếu cái dự đoán của tôi là thật thì sẽ giống như trong cái video đầu tiên mà tôi phát trên cái kênh này, đó là Ukraine này sẽ là cái mùa trâu đối với ông Putin luôn. Chúng ta phải chờ xem cái nhận định này nó có xảy ra hay không. Tuy nhiên tôi có niềm tin như thế. Rồi, chúng ta chờ xem 1-2 ngày nữa thử cái trận tổng tấn công và của quân đội Nga vào thủ đô Kiev nó có diễn ra không, nó diễn ra như thế nào và kết quả nó ra sao, chúng ta phải chờ. Đấy, buổi chiều có chém gió một tí xíu về Ukraine như thế. Rồi, chào quý vị nha, bye bye.